Chiếc xe này đúng là hàng hiếm thật sự luôn anh chị ạ. Mazda Z5 2014 tới nay đi chỉ có hơn 8 vạn, lốp sơ cua còn chưa hạ luôn. Rồi, xin chào toàn thể quý anh chị đang quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em cũng sẽ quay chi tiết tất cả các bộ phận của cái chiếc xe Mazda Z5 2014 bản cao cấp nhất Premium 2 cầu này 2.0 cho anh chị cùng xem và đánh giá nha. Nếu như mà ai ấy mình đang cần cái mẫu xe này thì hãy nhanh tay, bởi vì em biết các cái dòng xe này mà chất xe còn điện như thế này thì khá là hiếm rồi. Thì đây, nãy giờ là em quay xung quanh cái nước sơn ở ngoài cho anh chị xem, thì anh chị mới thấy đó, một trong những cái điều đánh vào mắt mình đầu tiên đó chính là nước sơn khá là đẹp. Lốp xe của chúng ta thì cũng còn khá là dày và được thay vào tuần thứ 30 của năm 2020. Đây là cái mép cửa với lại thân xe đây, anh chị thấy à, rất là lừng lại. Keo chỉ thì cũng chưa mất một phân nào luôn anh chị, chưa mất một phân nào. Các cái đinh bấm và đường dập cũng như là ốc ở ổ khóa của nhà máy vẫn còn nguyên zin, chưa có cái dấu hiệu của sự tháo mở. Ở phía bên trong nội thất thì khá là rộng rãi rồi. Đây là nội thất da và ghế da này cũng khá là cao cấp. Anh chị cũng có thể thấy là các cái đường chỉ màu đỏ hiện lên cũng khá là rõ ha. Độ xẹp của ghế thì chả là bao nhiêu, ghế của chúng ta cũng được trang bị ghế chính điện. Vô lăng có tích hợp cái nút bấm điều khiển bằng Android luôn rồi nè. Và cái phần da của vô lăng thì cũng không có hòn bao nhiêu, anh chị có thể thấy đây, xe chạy 86.000 km, ốc ở sau cánh cửa cũng chưa có bị tháo mở nha anh chị nha. Đây đó, và đây là cái cửa sau ở phía bên tài, đúng rồi, cửa sau phía bên tài thì là keo chỉ đây. Thì trong mọi clip của em sẽ quay rất là rõ và chi tiết cũng như là quay chậm chậm một xíu cho anh chị nào mà thật sự anh chị nào mà ở xa muốn tìm những dòng xe như thế này thì xem video của em để mà có cái nhìn đánh giá chi tiết nhất nha. Đây là hàng ghế phía sau. Đuôi xe của con này thì khá là rộng rãi nè, đó bản là bản AWD, ở sau cũng đã có camera lùi và cảm biến da trên chị luôn. Đây là lốp sơ cua, các cái bộ phận thay lốp vẫn còn nguyên zin và lốp thì vẫn còn đường chỉ của nhà máy luôn anh chị nha. Đây là keo chỉ đây, đó keo chỉ ở cốp sau. Thì xe bên em thì sẽ phải quay cho anh chị xem rõ các cái phần chi tiết nhạy cảm, chẳng hạn như cốp sau nè, rồi nắp capo, rồi các cái phần ngập nước đồ đó. Thì khi mà anh chị xem cái video của bên em, của em quay, thì em nghĩ rằng là sau này mà anh chị có đi mua xe thì cũng cứ xem theo trình tự chi tiết giống như em quay vậy đó, là nó tỷ lệ nó đúng cũng được 60 đến 70% anh chị. Tuy là nó không cao nhưng mà đối với những ai mà không biết thì đây là một trong những cái mà rồi chống cháy đó. Và đây là ốc ở nắp capo đây đó. Các cái lỗ tròn tròn mà anh chị thấy ở trên nắp capo quá, thật sự là nó là cái lỗ hấp thụ không lực. Và các cái đường gân đường dập của nhà máy đó, anh chị cứ xem, khi mà một con xe nó bị có vấn đề thì anh chị rất là dễ nhìn thấy ra mấy cái lỗ tròn tròn, nó sẽ được mài dũa lại cẩn thận. Tuy nhiên thì nó cũng không thể nào mà tròn như nhà máy làm được. Keo chỉ ở trên nắp capo đây thì cũng còn nguyên bản luôn anh chị nha. Các cái đường dập ở đinh bấm rồi của nhà máy nè. Và bây giờ em sẽ quay cái phần khung sườn cho anh chị xem. Khung sườn này nó cũng giống như cái phần kia thôi, nó cũng có cái đinh bấm rồi ốc hát nè, rồi lỗ hấp thụ trung lực đồ. Tuy nhiên thì khung sườn này nó có một cái điểm đặc biệt đó, khi mà nó có vấn đề là nó sẽ cong vào, và khi mà dỗ ra thì nó khó nha anh chị nha, không cái là nó là không dỗ được ra luôn đó, chỉ có thể là thay thôi. Nhưng mà khi mà thay thì anh chị sẽ xem cái nước sơn nó có đồng màu hay không là mình cũng chưa nhận ra thôi. Khoang động cơ thì cũng khá là sạch sẽ đó, và em có quay chi tiết tại nhà chủ, anh chị nào mà muốn xem thì có thể tìm video đó của em mà xem nha. Cái con ốc nè đó, còn cái dấu sơn kiểm tra lực xiết của nhà máy luôn anh chị. Đây, cái vết sơn này là dấu sơn đánh giá lực xiết của nhà máy á. Rồi thì hiện tại thì bên em đang chào bán con xe này với mức giá cực kỳ hợp lý thôi, hơn 400 triệu một xíu, cụ thể là 465 triệu. Và bên em có nhận trao đổi cũng như là thu mua lại tất cả các xe dòng xe ô tô của anh chị đã qua sử dụng, để mà anh chị có thể đổi lên đời xe hoặc là đổi từ dòng này sang dòng khác nha. Và số điện thoại của em là 0975
0923466939 ạ. Em xin phép được đọc số điện thoại của em lại một lần nữa là 0923466939. Và em rất là vui khi mà anh chị xem đến video của em đến đây. Đó, xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị trong những video lần sau. Và em cũng rất là mong muốn anh chị có thể tặng cho em một like, một share và một đăng ký kênh. Bởi vì cái đó là niềm vui và là niềm động lực để em ra video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn lại anh chị trong những video lần sau ạ. Bye bye.